khi ấy xá lợi tử lại bạch phật bạch thế tôn sự thanh tịnh như thế vốn không tạp nhiễm phật dạy như vậy là rốt giáo thanh tịnh xá lợi tử bạch phật vì pháp nào rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm phật dạy này xá lợi tử vì sắc rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm vì thọ tưởng hành thức rốt giáo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm. Này xá lợi tử, vì nhãn xứ rốt giáo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm. Vì nhĩ tĩ thể thân ý xứ rốt giáo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm. Này xá lợi tử. Vì sắc xứ rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm, vì thanh hương vị xúc pháp xứ rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm. Này xá lợi tử, vì nhãn giới rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm, vì sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm chuyên sanh ra rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm. Này xá lợi tử vì nhĩ giới rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm, vì thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra rốt giáo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm.